2 giờ sáng, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi tỉnh Kiên Giang đã xuống cơ sở để kiểm tra tình hình tại các lò giết mổ heo. Như cơ sở này, mỗi ngày nơi đây cho ra thị trường khoảng hơn 200 con heo thành phẩm. Qua kiểm tra, cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ các khâu kiểm dịch đầu vào cho đến phun xịt thuốc khử trùng. Các lò mổ được kiểm tra sau đó cũng đa phần đáp ứng được các yêu cầu của ngành thú y tỉnh Kiên Giang đưa ra. Thì qua cái công tác kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy về cơ bản thì các cái chủ lò mổ cũng thực hiện đầy đủ các cái yêu cầu theo cái hướng dẫn của ngành thú y về cái khâu quản lý rồi kiểm soát nhập lò cũng như là vệ sinh tiêu độc. Là sau mỗi cái buổi giết mổ thì bắt buộc ngày nay phải vệ sinh không những trong cái khu giết mổ mà là toàn bộ cái khu vực của cái cơ sở giết mổ. Xác định các cơ sở giết mổ heo là nơi dễ làm phát sinh và bùng phát dịch bệnh, thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả heo châu Phi tỉnh Kiên Giang tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác giết mổ heo, đảm bảo heo bệnh không có cơ hội di chuyển từ vùng có bệnh sang vùng không có bệnh. Trong những tháng qua thì tăng cường công tác kiểm soát giết mổ rất chặt chẽ. Thứ nhất là phân công cán bộ trực 24/24 tại lò mổ, giám sát cái lượng heo nhập vào lò mổ, truy xuất nguồn gốc và tăng cường tiêu độc lò mổ cũng như là phương tiện ra vào lò mổ là đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, tránh lây nhiễm với nguồn dịch bệnh từ nơi khác vào cũng như từ lò mổ ra. Song song công tác kiểm tra tại các lò mổ heo, hiện tỉnh Kiên Giang thành lập 19 chốt trạm kiểm dịch, cử cán bộ trực 24/24, việc vận chuyển heo được kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Theo thống kê, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở 12/15 huyện, thị, thành phố của tỉnh Kiên Giang. Tổng lượng heo tiêu hủy là 3.100 con, gây thiệt hại rất nặng nề cho ngành chăn nuôi của địa phương.